Dạ, em xin mến chào cô chú anh chị các bạn, rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo ngày hôm nay về Nha Trang. Trước màn hình quý vị đây là những hình ảnh của vùng binh thông tin. Ngay chỗ này là giao giữa con đường 2 tháng 4, con đường Quang Trung, con đường Quang Trung và con đường Độc Lập ngày xưa, bây giờ là con đường Thống Nhất quý vị. Ở chỗ này mình rẽ bên tay phải là quý vị sẽ đi qua cái cầu Hà Ra, cầu Sông Bóng cũng như là hướng đi ra phía bắc ra đèo Rù Rì. Còn bây giờ mời cô chú chị bạn rẽ qua con đường này, đó là con đường Thống Nhất ngày nay. Con đường này thì nó buôn bán kinh doanh rất là nhộn nhịp vậy, và đa số các cái mặt hàng chính ở đây là bán đồ nội thất, đồ gỗ, nệm mút, chăn gối. Ở gần chỗ này là một cái tòa nhà, gọi là tòa nhà cái lầu 7 này ngày xưa nè quý vị. Ngày xưa ở Nha Trang cũng như là trên con đường Thống Nhất này, ngày xưa là đường Độc Lập ạ. Cái tòa nhà này là nó cao nhất ở thời điểm lúc bây giờ. Nó cao 7 lầu đó, bây giờ nó cũng còn cái chữ Nha Trang Hotel nữa vậy ở trên cao á. Bây giờ là nó ở địa chỉ số 129 của đường Thống Nhất, cũng là cái quán cà phê, karaoke rồi massage. Trên con đường Thống Nhất này cũng có một cái rạp, đó là rạp chiếu phim Tăng Tăng ngày xưa, cũng còn những hình ảnh dáng dấp rất là xưa luôn. Ở góc này là con đường Lê Thành Phương giao với đường Thống Nhất ngày nay. Lê Thành Phương ngày xưa là con đường nhà thờ vậy, con đường Thống Nhất thì ngày xưa là con đường Độc Lập. Như vậy ngay góc này là ngày xưa là đường Thống Nhất, đường Độc Lập và con đường nhà thờ. Cái tòa nhà cao cao Ariban thì hình như là cũng là cái tòa nhà lúc xưa. Còn video này em thực hiện được hôm nay là vào ngày 10, ngày vía thần tài vậy, và cũng là ngày cuối cùng của tháng 1, 31 tháng 1 năm 2023. Đây, đoạn này bên tay phải của chú như bạn là những hình ảnh của cái rạp chiếu phim Tăng Tăng ngày xưa nè. Bây giờ là nó là một phần là nhà văn hóa của tỉnh, còn lại các kiosk thì kinh doanh buôn bán. Nó đối diện là cái văn phòng đăng ký đất đai của Khánh Hòa này, 189 của đường Thống Nhất. Này là các cái kiosk buôn bán kinh doanh, đại lý báo này, rồi cửa hàng sửa máy vi tính. Thời tiết Nha Trang ngày hôm nay thì cũng còn lạnh đấy, và trời sáng nay cũng âm u. Giờ góc này là đường Tô Vĩnh Diện giao với con đường Thống Nhất. Con đường Tô Vĩnh Diện ngày xưa là con đường Hai Chùa. Trên con đường Thống Nhất này cũng còn những cái gốc cây sạc lừ rất là lớn. Hôm nay ngày vía thần tài nên rất là nhiều người đi tiệm vàng mua vàng này, rồi mua chè xôi rồi heo quay rồi về cúng ngày vía thần tài vậy. Ngay vị trí này là vòng xoay của con đường Trần Đường, đường Thống Nhất và con đường Trần Quý Cáp và con đường Phương Xài. Bây giờ mời cô chú chị bạn rẽ qua con đường Phương Xài nhé. Ngôi chợ đó là chợ Phương Sơn. Ở đoạn này có các cái quán chè xôi này,
rồi heo quay. Những chỗ nào mà bán chè xôi, heo quay rồi là đông khách luôn vậy. Rồi ho, trái cây. Dọc đoạn này là có những cái tiệm thuốc tây rất là lớn, đây là thuốc tây An Khang nữa nè. Đó, bánh mì heo quay rồi. Bến cá giao với con đường Phương Sa. Để bên tay phải về đi vào con đường bến cá thì có thể đi qua con đường Hương Lộ Hoàng Hiệp, hướng đi xuống khu vực của làng Lư Cấm ngày xưa. Làng Lư Cấm cũng là một trong những ngôi làng nổi tiếng thời chuyên đồ nấu đồ đất, nung cái lò nung đất sét. Bây giờ thì những cái làng nghề truyền thống ngày xưa thì nó được tụ họp, tụ tập lại xuống phía dưới ở khu vực của làng nghề Trường Sơn để lưu trữ. Đó, thịt cá, bánh căn buổi sáng. Sáng cá rồi rất là tươi, cá ở đây đa số là các khu vực của cảng Hòn Rớ này, rồi cảng cá Bình Trường là họ đưa lên đây các cái chợ họ bán này. Ừ, chỗ này là cái gì mà sao đông đúc quá. Chỗ này phía trước mình quý vị, bên tay trái đó là chợ Phương Sơn quý vị. À, cái món heo quay và món heo quay cũng như là món bánh hỏi rồi là đông khách cực kỳ. Nem chả, rồi bánh chưng, bánh tét, bún, đủ hết. Bên kia là chợ vậy, vào bên trong chợ nè. Có heo quay mà không thấy ai mua hết, mà cái chỗ kia hết rồi mà cũng quá trời người mua. Hoa quả trái cây các loại, nó quên sợ hoa quá trời luôn rồi, hoa đẹp quá. Hôm nay chỗ này là cái món cũng là món heo quay nha các bạn, đông nghẹt luôn người mua luôn, heo quay bánh hỏi. Cái món gọi là heo quay bánh hỏi là rất là đông luôn đó.
có bán cả chả giò, nem. Món heo quay bánh hỏi như người mua lắm vậy ơi. Đó, bên này là bán bánh hỏi, bên đây là bán heo quay. Cúng á, này đa số người ta mua về cúng rồi, để về ăn thôi. Hai ba người bán mới kịp. Tại cái món heo quay bánh hỏi nhộn nhịp thiệt hết chứ. Bên kia là trứng rồi các loại. Có những chỗ thì em thấy heo quay như bên kia kìa. Bên kia heo quay cũng nhiều kìa. Mà không ai mua hết. Còn cái chỗ này tự nhiên nó đông. Nói chung là đã có nhiều người tới mua là nó đông rồi. Ở đây heo quay nữa nè. Trên con đường này thì như nãy đầu đường thì chỉ có một cái tiệm vàng nhỏ nhỏ này. Chợ Phương Sài, đường Phương Sài, chợ Phương Sơn, nhộn nhịp vào buổi sáng ngày vía thần tài. Ở chỗ này cô này bán rau củ quả rất là đầy đủ luôn. Tổ dân phố Văn Hóa số 8 Cận Sơn. Gần đây là cái đình Phương Sài, rồi bên cạnh đình là ngôi trường mầm non Phương Sơn, và bên cạnh trường mầm non Phương Sơn đó là trường tiểu học Phương Sơn. Hôm nay là ngày thứ hai các em đi học trở lại rồi. Thấy ai cũng mua heo quay với bánh hỏi. Chỗ này có tiệm vàng nhỏ nhỏ, có ít người mua. Ôi trời, rau. Đây, có
quán cà phê ha. Trên đường Phương Xài này cũng có quán cà phê. Ở gần đây là hai cái nhà thuốc rất lớn, nhà thuốc An Khang và nhà thuốc Long Châu. An Khang của Điện Máy Xanh, còn Long Châu của FPT. Con đường này khá là nhộn nhịp luôn, buôn bán bên đường rất là sầm uất, rất là tấp nập. Đi ra đây là giao lại với đường Trần Quý Cáp, đường Thống Nhất. Đi thẳng qua bên kia là con đường Trần Đường. Khu vực này là gần với công viên 3 tháng 10 này. Trước nó là công viên Võ Văn Ký. Dạ, em ra đây là thuộc con đường Thống Nhất, con đường độc lập ngày xưa. Đoạn này thì có bán các cửa hàng bán đồ inox, bàn ghế inox rồi này. Có bán nệm nữa, chăn ra gối nệm. Còn này là gần cây xăng. Cây xăng cửa hàng số 2 Petrolimex. Rồi là cây xăng Mỏ Vòng rồi. Xăng Mỏ Vòng và bên chỗ này là vòng xe Mỏ Vòng. Đó, bên kia hình như là cũng có ngày hôm nay ngày vía thần tài, có múa lân nữa này. Mời quý vị qua xem múa lân xíu nha. Gia Long ngày xưa, con đường Hàng Mang. Phía trước kia là công viên 3 tháng 10 cũng như là ga Nha Trang mình. Đây mà không? Rồi, thôi em xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú chị và các bạn đã xem video nhé. Em xin mến chào cô chú chị và các bạn.